IDF công bố bằng chứng cho thấy Hamas trộm khí đốt từ bệnh viện ở dải Gaza. Vào đêm ngày thứ Tư, 1 tháng 11, lực lượng phòng vệ IDF đã công bố một đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa một chỉ huy Hamas và một cư dân Gaza, vô tình tiết lộ cách thức cướp nhiên liệu từ bệnh viện trong dải Gaza để phục vụ cho nhu cầu riêng của Hamas. Trong cuộc trò chuyện, chỉ huy lữ đoàn phía Tây Jabalaya của Hamas đã nói chuyện với người đứng đầu bệnh viện Indonesia ở Gaza, cũng như một cư dân khác, với thông điệp thúc giục những người này phải chuẩn bị dầu diesel cho Hamas trước khi quân đội Israel khởi động cuộc tấn công bằng hỏa tiễn kế tiếp. Trước đó, phía IDF đã đưa ra các báo cáo cho thấy các thành viên Hamas cũng thừa nhận sử dụng bệnh viện cùng trường học, những nơi mà Israel thường tránh tấn công do các quan ngại nhân đạo, theo đó sử dụng bệnh nhân cùng trẻ nhỏ làm lá chắn sống cho những hoạt động chiến tranh của Hamas. Nếu quý vị thích thông tin này, xin đừng quên nhấn nút yêu thích cũng như chia sẻ và ghi danh để giúp kết nối gia đình, bạn bè cùng cộng đồng gần xa. Tony xin chân thành cảm ơn sự quan tâm cùng thời gian quý báu của quý vị.